Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khai kinh kệ Phật pháp rộng sâu rất nhiều màu, trăm ngàn muôn kiếp có tìm cầu. Con nay nghe thấy chuyên trì tụng, nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiều màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật thuyết luân chuyển ngũ đạo tội phước báo ứng kinh, hán dịch đời lưu tống tam tạng pháp sư cầu Na Bạc Đà La. Nghe như vậy, một thuở nọ Đức Phật cùng với 1.250 vị tỳ kheo ngụ tại tinh xá Thích Thị của nước Ca Duy La Vệ. Vào ngày rằm trăng tròn tháng 9, sau khi an cư xong, Đức Phật ra khỏi thiền thất đi đến khu vườn rừng Kỳ Đà cấp cô độc thuộc nước Xá Vệ. Gia nước này có cây đại thọ tên Ni Cô Loại, cao 120 dặm, cành lá tạo thành tàn cây vuông tròn che khắp 60 dặm, cây có nhiều trái, hàng mấy ngàn vàng hồng, ăn vào thơm ngọt, vị như mật. Trái ấy chín rụng xuống, dân chúng lượm ăn, giết hết, trước trừ hết mọi bệnh hoạn, mắt sáng, trí tỏ. Đức Phật ngồi bên gốc cây, các tỳ kheo lấy trái ăn. Đức Phật bảo tôn giả A Nan, ta quán xét muôn vật trong trời đất thể đều có túc duyên. Tôn giả A Nan liền lễ Phật quỳ dạy bạch, bạch Thế Tôn, túc duyên là gì chúng con muốn được nghe. Cuối xin Thế Tôn hãy thuyết giảng rõ để khai thị cho những ai chưa nghe biết. Phật bảo, hay lắm, nếu muốn nghe thì các vị hãy lắng nghe cho kỹ. Phật bảo, phàm người làm phước giống như cây này, vốn trồng chỉ một hạt, rồi cây lớn lần lần thu đạt được trái nhiều vô lượng. Người được phú quý làm quốc vương trưởng giả là do lạy Phật, thờ Tam Bảo mà được. Làm người giàu có lớn của cải vô hạn là do bố thí. Làm người sống lâu không bệnh tật thân thể cường tráng là nhờ trì giới. Là người đoan nghiêm, dung mạo xinh đẹp, rạng rỡ bậc nhất, thân hình mềm mại, hơi miệng thơm sạch, thùy mị, ai thấy cũng hoan hỷ, nhìn không biết chán, đó là nhờ nhẫn nhục. Làm người tu tập không biến trễ, ưa thích làm phước đức là nhờ tinh tấn. Làm người an vui, lời nói và việc làm luôn luôn suy xét kỹ lưỡng là nhờ thiền định. Làm người nhiều tài cán, thông minh, thấu đạt pháp sâu, khen ngợi, nghĩa diệu, khai ngộ cho người ngu si. Người nghe lời nói của mình đều tuân nhận, quý như cho báu, đó là do trí tuệ. Làm người có tiếng nói trong trẻo là do ca vịnh Tam Bảo. Làm người thanh khiết, không có bệnh tật là do có tâm từ. A Nan bạch Phật, sao gọi là từ? Phật bảo A Nan, một, thương chúng sinh như mẹ yêu thương con. Hai, thương thế gian muốn cho họ được đạo giải thoát. Ba, luôn tâm luôn hoan hỷ. Bốn, luôn có tâm niệm cứu giúp họ để cho tất cả mọi người không phạm một tội nào. Đó là tâm từ. Phật bảo A Nan, làm người cao lớn là do cung kính người, làm người bé thấp là vì khinh mạng người, làm người xấu xí là vì tay hay sân giận, sống mà không biết chi cả là vì không chịu học hỏi, làm người ngu tối là vì không khuyên dạy người, làm người câm ngọng vì bị bán người, làm người đuối điếc vì không thích nghe thọ kinh pháp, làm người nô tỳ vì vay mượn không trả, làm người ti tiện vì không lễ kính Tam Bảo, làm người đen xấu vì ngăn che ánh sáng Phật, làm người sinh trong nước loại hình vì mặc áo mỏng đường đột xông vào chùa tháp tinh xá, làm người sinh trong nước móng ngựa vì thích mang giày đi trước Phật, làm người sinh trong nước người ngực lõm vì đã bố thí làm phước mà còn hối tiếc, sinh trong loài hươu nai vì thích làm người sợ hãi, sinh trong loài rồng vì thích trong chơi bẩn cợt, thân ở mộc mục nhọt ác, chữa trị khó lành vì thích đánh quốc chúng sinh không có duyên cớ. Người thấy đều hoan hỷ vì đời trước thấy người liền hoan hỷ. Người thấy mình không hoan hỷ vì đời trước thấy người mình không vui vẻ, bị quan quyền trói nhốt trong lao ngục không cùng cả thân vì đời trước làm người hay bắt trói nhốt giam chúng sinh không có duyên do. Làm người sức miệng vì đời trước câu cá, làm cá sức miệng. Lời hay ý đẹp thì tâm không muốn nghe, luôn nói lời hai lưỡi, làm loạn tâm người nghe thọ kinh pháp, giờ sau bị đọa vào loài chó cụp tai. Phật bảo A Nan, trên đời có những người ngu si, nghe giảng nói kinh pháp tâm không thu nạp, sau bị đọa vào trong loài ngựa lừa tai dài. Ai tham lam kêu kiệt ăn một mình, không bố thí cho những người đói khát, sau bị đọa trong loài ngạ quỷ, ra khỏi ngạ quỷ sinh làm người thì bằng cùng đói khổ, áo không đủ che thân, cơm ăn không đủ nửa bữa. Thức ăn ngon thì ăn một mình, còn cho người thức ăn dở, sau sinh trong loài heo, bọ hung. Ai thích cướp đoạt của cả người khác sau khi bị đọa trong loài dê, sống bị lột da đều trả tội kiếp trước. Ai ưa thích sát sinh, sau làm loài phù du sống trên mặt nước, sáng sinh nhiều chết.
Ai thích trộm cắp tài vật của người, sau đọa làm nô tỳ, làm trâu ngựa để đền trả nợ cũ. Ai thích dâm loạn vào người, chắc bị đọa vào địa ngục. Người nam thì ôm cục lòng lửa, nữ thì nằm trên giường sắt nóng, ra khỏi địa ngục thường sinh, nơi chỗ thấp kém, đọa vào loài gà vịt. Ai thích vọng ngữ, đâu ra chuyện xấu của người, chắc bị đọa vào địa ngục, nước đầm sôi rót vào miệng, rút lưỡi ra cho trâu cày. Ra khỏi địa ngục là sinh trong loài cú mèo, loài chim dữ như chim kêu, nghe tiếng của chúng ai nấy đều kinh hãi cho là loài yêu quái, đừng mong cho chúng mau chết. Người nào thích uống rượu đến nỗi say sưa phạm 36 lỗi, chết bị đọa trong địa ngục bùn lầy phân dơ, ra khỏi địa ngục bị đọa vào loài tinh tinh, làm người thì ngu tối, sống mà không biết gì cả. Vợ chồng không hòa thuận, cứ đánh lộn tranh cãi đuổi nhau đi, sau bị đọa trong loài tu hú bồ câu. Ai lợi dụng bóc lột sức người, sau bị đọa làm loài voi. Phật bảo A Nan, ai làm quan trong huyện mà ăn chặn tước lộc của các quan hoặc của người vô tội, hoặc tư quyền cướp đoạt của cải nơi dân chúng, trói cục đánh đập người, cưỡng bức bắt họ đi làm thuê, hoặc tố cáo không có bằng chứng, tra khảo giam giữ nơi lao ngục, về sau bị đọa vào địa ngục, chịu thống khổ trải qua trăm ngàn ức năm, khi nào tội hết mới ra khỏi, là phải bị đọa trong loài trâu bò, xỏ mũi, kéo xe cộ đánh đập cổ não để đền trả tội ngày trước. Phật bảo A Nan, làm người nhớ nhất là từ loài heo sinh ra, là người tham lam keo kiệt không chút liêm khiết là từ loài chó sinh ra, là người cố chấp lợi tự dụng ngang ngược là từ loài dê sinh ra, là người tanh hôi là từ loài cá ba ba sinh ra, là người hung ác ngậm độc tâm khó giải trừ là từ loài rắn sinh ra. Ai thích ăn ngon hay sát sinh làm tổn hại chúng sinh, không có lòng từ là từ loài xài lang tinh tinh chim ưng sinh ra. Nếu được làm người thì chết yểu, thay bị sẩy hư sinh ra đời chưa bao lâu lại chết sớm, rồi bị đọa vào ba đường dữ, trải qua ngàn vạn năm. Phật nói, nhân hạ người ấy do đời trước làm người, ưa thích săn bắn thiêu đốt núi rừng, phá tổ đập trứng các loài chim bày lưới bắt cá, giết hại chúng, lấy da thịt để ăn uống thỏa thích, nên mắc quả báo chết yểu. Đời đời kiếp kiếp không có lúc nào rời khỏi ba đường ác, hãy cẩn thận, thống khổ không thể nói hết được. Phật bảo A Nan, hệ ai tạo công đức đều được ứng hợp với thân. Ai đốt hương làm phước dạng kinh hành đạo, không được mời nhờ người, chỉ chú nguyện như hư không, giống như nhờ người khác ăn mà mình há được no, không đói. Nếu đốt hương tinh khiết đạt được nhất thiết trí, vì hương thơm thâu giữ tất cả tướng, đốt đèn sẽ liên tục, chứng được trí tam đạt, không hề bị chướng ngại. Dùng hương thơm giữ ngày ra giới, đọc kinh, bố thí để làm pháp thường. Bố thí thì được phước, được chư thiên hộ trì, bao nhiêu việc ác được tiêu trừ, chúng ma diệt tận, không dám tùy tiện. Vì biến nhát hay lẩn tránh ham vui chơi, không có tâm tinh tấn, một mai bệnh tật ập đến không được an lành, thì mới đốt hương, nói là làm phước. Chư thiên chưa kịp hiện ra thì chúng ma đã có đủ trước mặt, tranh giành nắm kéo tạo ra các biến chuyện quá lạ. Vì vậy nên luôn tinh tấn, vì tội phước theo bên mình như hình với bóng. Người gieo trồng phước giống như cây ni câu loại, chỉ gieo một hạt mà thu đạt được quả nhiều vô lượng, cũng phải bố thí chỉ một được phước gấp vạn lần. Đây là lời nói không hư dối. Bây giờ Đức Phật nói kệ: Hiền giả thích bố thí, được thiên thần hộ trì, cho một được phước vạn, an vui lại sống lâu. Nay ai bố thí lớn, phước ấy không thể lường, và đều chứng Phật đạo, độ thoát cả mười phương. Nhân duyên hội họp ai là thân, năm giới mười thiện trừ bỏ sân, không mong người cho mình thân mình, vinh lạc thế gian như mây nổi. Lần lửa năm đường như bánh xe, chớ nghĩ sống lâu tiếc vàng bạc, trời đất còn hoài huống chi thân, phụng trì cảnh giới là quý nhất. Do tham của sắc nhục mạng người, chớ chúng sinh ba cõi như đàn dê, quay lại năm đường thân hư hoại, mạng nhanh nước chảy đâu có thường. Tạo tác không lâu chịu tội báo, địa ngục nê lê nước đồng sôi, giữ tâm vững ý lì nương họa ương họa, phạm tội tạo khổ khó được vui. Phật bảo A Nan, người đời không biết rõ về sinh tử, chỉ với mắt thịt nên không thể nhận biết tội phước, đã dùng mắt pháp nên thấy từ vô số kiếp cho đến ngày nay. Tội phước báo ứng giống như xem viên ngọc lưu ly nơi lòng bàn tay, trong ngoài sáng tỏ thấu suốt, không chút hồ nghi. Tôn giả A Nan,
sửa lại y phục đến trước Phật làm lễ. Bạch Phật, Phật thuyết giảng kinh này tên là, tên nó là gì? Phật bảo kinh này đây tên là Luân Chuyển Ngũ Đạo, cũng tên là Tội Phước Báo Ứng. Nếu có thiện nam thì nữ tụng đọc kinh truyền bá rộng khắp thì công đức vô lượng, sẽ gặp lễ lại ngàn vị Phật nơi hiền kiếp phụng trì cúng dường thì không bị lọt vào ba đường ác, đạt tám nạn, đạt được giới định tuệ. Đức Phật giảng nói kinh này xong, có 500 vị tỳ kheo chứ sợ các loại tâm ý thông đạt. 700 tỳ kheo nơi chứng đạo quả của Đà Hoàng, 800 A-la-hán chứng đạo Bồ Tát Chư Thiên Long Thần, cùng 1.000-2.000 thanh tín sĩ, 6.000 thanh tín nữ đều chứng đạt đạo Tích. Các tỳ kheo tỳ kheo đây ưu bà tắc ưu bà chi đều chứng đạo A Na Hàm. Trời đồng quỷ thần chân chúng nơi thế gian nghe Phật thuyết pháp đều nói lành thay, rồi đứng dậy làm lễ, đi quanh chỗ Phật ba vòng, hoan hỷ lui ra.